Hello chị chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha anh em. Thì mình đang ở nhà bạn mình thì tiện cái mình mua đồ vậy, hoặc là vừa ăn vừa mới review, vừa làm clip đấy, vừa mời anh em ăn luôn đấy. Thì xin giới thiệu mọi người, đây là loại cốc tai mới mình mới gọi là pha chế ra anh em đấy. Đây là gọi là gì nhỉ, coca, uống coca trong quả dưa hấu anh em đấy. Đây là uống coca trong quả dưa hấu nha anh em. Đấy, ok. Đấy thì nói chung là tôi đây này, ăn hết cái này xong rồi đầu uống này. Có vị gọi là từ từ lại. Gọi là có vị gọi là thanh mát của dưa hấu. Đấy. Thế vị thanh mát của dưa hấu, thứ hai là vị gọi là cái gà của coca nó tê tê đầu lưỡi, ui xì phi với cả anh em ạ. Ok anh em, đấy thì ngoài ra thì tôi sẽ review một quả kèo gọi là mà tôi mua hơi nhiều anh em ạ. Đấy thì hoặc là xuống cho bạn chơi thì gọi là chẳng biết mua gì, mua linh tinh vì gọi là review xong cho anh em ăn luôn. Đấy đấy, đầu tiên anh em đấy, anh em nhìn thấy gì không đấy, em nhìn thấy gì không đấy, đẳng cấp ngay anh em. Đấy, nó là đẳng cấp ngay. Đây, kiếm sĩ samurai này. Xin giới thiệu anh em khoai tây lát. À đâu, khoai tây cần đi để nào cho em nhìn thấy. Ok, cứ để này nha. Đây, Khoai tây nó là gì nhỉ? Ừ, khoai tây lát nha anh em. Đấy, nó dùng cái này để sang bên cạnh mình. Đấy. Đấy, để anh em nhìn thấy. Đấy, khoai tây lát nha anh em. Đấy anh em, cho em nhìn này, nó là mạnh đấy, nó là từng miếng, tôi chưa ăn bao giờ đâu đấy, nên tôi mua review. Đây có hình này, gọi là cô gái rất là đáng yêu nha anh em. Đấy, anh em nào thích thì mua, em là mê gái xinh thì mua. Đây cái thanh niên gọi là thế giai, tên là thế giai mọi người ạ, tên thương hiệu là thế giai. Mà đúng, tôi họ thế nha anh em ạ. Đây chắc là thương hiệu của nhà anh em họ của tôi rồi. Ok anh em, thì tiếp điểm. Tiếp theo là thì dây kim cu của gọi là sang một tinh nha anh em. Đấy. Dây kim cu sang một tinh anh em. Đấy, đấy anh em thấy gì không? Đây, nó làm rất là dày nha anh em. Đây. Nó làm rất là dày. Cái miếng này rất là dày anh em ạ. Đấy. Đây tôi bóc ra review luôn cả anh em bảo. Đây. Điều nó làm rất là dài anh em. Đấy, rất là dài, nó khoảng 1 cm. Mời anh em nha. Dài, ăn rất là đậm vị, ngon. Đây là tôi mới mua nhiều này anh em ạ. Nó dài phải đến mấy mét anh em ạ. Ôi. Rồi, anh em nhìn. Thấy chưa? Dài ngu ngác các anh em ạ. Đấy, làm gì này, làm gì dưa hấu này. Thêm Thế anh ạ. Anh đậm vị lắm anh ạ. Đấy, tôi thì đưa hành kiểu này. À khoan, bây giờ phải giới thiệu hết các loại, các món nữa. Cũng còn nhiều món lắm. Đúng không? Tiếp theo là tâm cây đủ trà. Cái này anh em nhìn quá quen thuộc rồi, kiểu chắc chắn là anh em cơm 2, cơm 1 nào đều ăn, cũng đều ăn rồi. Ok chưa? Đây là tâm cây đủ trà. Snack hình đủ, nó ghi là snack hình đủ trà nhưng mà thực chất là nó hình que tâm. Mà tại sao nó để snack hình đủ trà? Nguyên liệu thật anh em ạ, nhưng mà thôi không sao, cái này ăn vẫn ngon, thơm. Ngon thơm nên là không cần review nữa, anh em biết rồi. Đấy, ok à. Đó, nó đùi gà nha anh em. Thôi đùi gà nói thế thôi. Đây, có loại này. Sườn nách hình xúc xích nướng. Nó ghi là sườn nách hình xúc xích nướng nha. Đây là hình minh họa anh em. Đây, thực tế là nó thế này. À, anh em thấy nó dùng xúc xích ở chỗ nào anh em? Thì phải điều thế. Nhưng mà cái này thì mình bóc vào thì đưa luôn. Cái này rồi. Đây, nó cũng dày anh em ạ, dày phết. Dày như cái miếng nhỏ nhỏ này luôn.
Cái này có vị. Hơi có mùi mùi xúc xích em. Gọi là hơi có vị xúc xích luôn. Mùi chứ. Còn hạn không nhỉ? Tôi chỉ sửa hạn này nhỉ, nhưng không chắc còn. Còn quả này. À. Tôi vẫn chưa nhìn thấy hạn sử dụng thế nào đâu. Sai. Nhưng mà không đúng hình ảnh minh họa. Đấy. Hình như con đấu này nó khét hay nào anh em, nó để cháy hay nào khét khét có mùi khói nghe. Là hai loại rồi nha anh em. Chiến đấu này 5 phút rồi kìa. Đây, tiếp 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 nhanh nha. Hai loại rồi. Sờ nách gậy gậy thơm cay anh em. Sờ nách gậy thơm cay thì nói chung là xem tôi gọi là đánh giá thì nó đúng giống như hình minh họa. Ý nghĩa nó phải giống hình minh họa này này. Đây có hình quần ảnh con heo đất. Đấy. Gọi là rất gọi là quen thuộc với anh em gọi là hoạt hình xem hoạt hình này. Ok nhá. Tiếp. Hôm nay tôi sẽ trở thành một gọi là ông hoàng order gọi là đoán vặt nha anh em. Đấy. Còn cái này vẫn này con heo đất. Ủ hết rồi anh em ạ. Đây còn vẫn này heo đất nhưng màu xanh. Đây là hình con anh em, con. Đây thì phải nói là cũng rất là quen thuộc với anh em. Đây tôi mua hai gói nhưng mà vừa nay đi xuống đi từ dưới nhà lên thì bị đứa trẻ con hàng xóm luôn chấn mất rồi anh em ạ. Chấn mất một gói anh em, còn một gói bây giờ. Đấy cái này thì gói ba tôi mới rất quen thuộc rồi, nhưng ngày xưa cái vỏ bao bì nó làm không bị không bóng này đâu. Ngày xưa nó làm cái vỏ kiểu nhìn nó hơi dày dày, nó sần như kiểu là nhìn nó như vậy. Bây giờ nhìn nó làm bóng hơn rồi, chất lượng nói chung là chất lượng hơn rồi. Đấy. Đấy nó có như thế không? Tôi review cây gậy thì tôi chưa ăn cây gậy này bao giờ, anh em phải review luôn nhỉ. Mời anh em nhé. Thơm lắm. Này được. Thơm lắm anh ạ. Được, thế này được. Cái gì này, sườn nách gậy thơm cay. Công là đúng là ở ngoài nó làm giống mô tả, trong cũng giống mô tả luôn. Thơm. Ăn mặn mặn. Cay. Nhưng mà mặn quá, hình như hơi mặn. Hơi mặn, nhưng mà cay vẫn có cay nhá anh em. Thơm lắm. Ê. Ngon ngon ăn được. Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được nha anh em. Ngon ngon ngon, cái này ngon. Đây là thiên long bát bộ nha anh em. Ngày sản xuất là ngày 14/6/2022. Hết hạn là mùng 4/12/2022 anh em. Và bây giờ là tháng mấy nhỉ? Nó sản xuất tháng 6, bây giờ mới tháng 7. Ok, vẫn còn hạn anh em ạ. Đấy thì ok nha anh em. Thì tôi gọi là vừa review gọi là đến tôi đã trở thành gọi là một ông hoàng order đồ ăn vặt nha anh em. Rồi anh em gọi là nhớ đăng ký kênh của tôi và like cho tôi nha. Đấy hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em. À ít thời gian nữa là tôi cũng đi làm. Nhà chắc là tôi sẽ thỉnh thoảng sẽ ra được video. Tức là nói chung là cũng không ra được ra đều. Đấy vài ngày ra video một. Đấy thì rất mong anh em thông cảm nha. Mà thực sự tôi biết anh em cũng đéo xem đến đây đâu. Đấy này tôi ok chào anh em. Cảm ơn anh em nào đã xem hết video nha. Bye bye anh em.